Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình là Mốc, sinh viên năm 3 khoa truyền thông văn hóa đối ngoại tại Học viện Ngoại giao. Và lâu lắm rồi thì mọi người mới nhìn thấy series Ôn thi cùng Mốc được quay lại đúng không? Thì tại vì năm ngoái mình đã làm khá video rất là chi tiết về ôn tập các môn rồi. Thế là năm nay thì mình cũng muốn tập trung vào những nội dung khác và cũng đang nghĩ cái định hướng kênh lại ấy. Thế nhưng mà mình dạo này nhận được rất nhiều câu hỏi của các bạn, những em mà năm nay sẽ thi trung học quốc gia, rằng là một tháng cuối cùng thì nên ôn tập như thế nào. Rồi chính học sinh của mình cũng rất là thắc mắc cái điều này, đặc biệt là khi mà bọn mình đã nghỉ ở trên trường rồi, đã không cần phải đi học ở trên trường nữa, thì cái khoảng thời gian ở nhà hoàn toàn mình phải sắp xếp thời gian như thế nào cho nó hợp lý. Vậy thì ngày hôm nay ở trong video này mình sẽ quay trở lại chuyên mục ôn thi cùng Mốc một chút và cùng ngồi đây để chia sẻ mọi người cách mà mình đã ôn tập môn chính ban của mình là môn toán văn Anh này ở trong giai đoạn nước rút cuối cùng tầm một tháng cuối trước khi thi. Và trước khi vào video ngày hôm nay thì mình muốn thông báo các bạn một chút. Đấy là sau một khoảng thời gian suy nghĩ rất là nhiều, rồi làm YouTube, rồi làm cả kênh TikTok, thì mình đã quyết định là mình sẽ làm Studygram của mình. Và đây, mình sẽ để tên ở đây, hình ảnh ở đây để mọi người có thể tìm kiếm mình trên Instagram. Chỉ học tiếng Anh, không chỉ học đại học, không chỉ học cấp 3, mà mình sẽ chia sẻ cả những câu chuyện khi mà mình đi làm, mình intern, mình đi thực tập các thứ nữa. Nên các bạn có thể theo dõi kênh Instagram bé nhỏ này của mình, ủng hộ mình làm những nội dung tiếp theo nhé. Giờ thì bắt đầu vào video thôi. Thì nếu như mọi người theo dõi mình từ năm ngoái thì mọi người sẽ nhìn thấy rằng là mình đã có một cái video, đây mình sẽ để ở đây, một video nói về việc là ôn tập nước rút như thế nào. Và video đấy thì mình có chia sẻ những cái tips, những cái điều lưu ý, những cái điều mình cần chú ý trong giai đoạn này. Thế còn trong video ngày mai thì mình sẽ đi chi tiết hơn một chút, kỹ lưỡng hơn một chút về các môn học để mọi người có thể tham khảo. Và tất nhiên rồi, tất cả những cái này thì chỉ là trải nghiệm cá nhân mình thôi, thế nên mọi người hãy coi như một nguồn tham khảo thôi nhé. Đây là một điều mà hầu như ở trong video nào mình cũng nhắc, đấy là việc lên kế hoạch. Thì tại sao mà mình lên kế hoạch như thế? Điều đầu tiên, đấy là mình là người nếu như mà ở trong đầu có quá nhiều thứ, cảm giác kiểu rối, rất là rối rắm ấy, mà mình không ghi ra thì mình không biết phải làm cái gì trước cái gì sau. Mà hơn nữa, cái giai đoạn này cũng là cái giai đoạn mà mình được nghỉ ở trên trường đúng không? Xong rồi mình thay vì đi học từ 7 giờ đến 5 giờ chiều thì mình sẽ có toàn bộ thời gian ở nhà. Và không biết mọi người giống mình không, nhưng mà cái giai đoạn mà mình nghỉ ở nhà ấy, thì việc đầu tiên mình cảm thấy là mình cảm thấy rất là nản. Mình thấy, không biết là mình cứ cảm thấy chán chán xong rồi không muốn học ấy. Mình cứ cảm thấy uể oải con người lắm. Nói chung là đang quen đi học xong rồi có bạn, có bè, xong mọi người xung quanh, đùng một phát tự nhiên mình nghỉ học và có rất nhiều thứ phải ôn. Xong mình cứ cảm thấy áp lực nhưng mà lại cảm thấy rất là nản. Thế nên là nếu như không ghi ra những điều mình cần phải làm ấy thì mình sẽ cảm giác là rối rắm và mình không biết bắt đầu từ đâu cả. Đấy là vì sao mà mình nghĩ rằng là các bạn nên ngồi xuống để lập cho bản thân mình một cái kế hoạch, một cái to-do list, một cái timeline cho chính bản thân mình mỗi ngày đã. Bây giờ thì mình sẽ lên chi tiết hơn từng cái khung giờ trong ngày một mình sẽ làm gì, và mình sẽ để ở đây cho mọi người tham khảo. Đây là timeline thật nhá, là thời gian thật, đúng như khi mà mình ôn thi đại học ấy, một tháng cuối cùng mình làm thì mình dành thời gian ra như thế này. Tất nhiên là sẽ có ngày này ngày kia, có ngày làm đề toán nhiều hơn, có ngày làm đề tiếng Anh nhiều hơn, nhưng mà bởi vì mình cân nhắc về cái việc là môn văn sẽ thi ở buổi sáng, môn tiếng Anh, môn toán thi ở buổi chiều, nên mình cũng cố gắng sắp xếp cái lịch sao cho mình có thể làm đề và ôn tập những cái môn này vào cái giai đoạn đó. Thì đây, mình sẽ để ở đây để mọi người có thể tham khảo. Tất nhiên thì mỗi người sẽ có một cái timeline khác nhau và mỗi người thì sẽ sắp xếp cái thời gian biểu của mình một cách sao cho phù hợp nhất bản thân đúng không? Thế nhưng mà mình cũng có một điều lưu ý nho nhỏ, đấy là mình cảm giác là dù mọi người có dành thời gian để đi học thêm này, dành thời gian để làm đề, dành thời gian để học cái này học cái kia, thì hãy có một khoảng thời gian ở trong ngày để mọi người có thể ôn tập lại tất cả những cái gì mà mình đã học. Ở giai đoạn này mà mình cứ cố học thêm quá là nhiều thứ ấy thì mình sẽ rất là dễ bị nhầm lẫn và mình lại không có thời gian để quay lại ôn lại cái mình đã học. Thế nên là dù làm đề hay là dù dành thời gian để học cái này học cái kia, học thêm từ mới, học văn, học thêm một chút công thức toán hay là bất kỳ một điều gì, thì hãy đảm bảo rằng là trong một ngày mọi người có thời gian để có thể xem lại tất cả những cái gì mình đã học và ôn tập lại sao cho mà mình chắc chắn nhất. Nếu như những cái cơ bản, những cái mà mình biết rồi, những cái mà mình học được rồi mà mình còn không nắm chắc, thì học thêm những cái nâng cao, học thêm những cái sâu rộng cũng không để làm gì ấy, mình vẫn bị sai những cái câu cơ bản thì sẽ rất là tiếc. Là môn mà mình đặt kỳ vọng nhiều nhất, là môn mà mình đã dành thời gian ôn thi rất là nhiều cũng như là ôn rất là sớm. Thế nhưng mà không hiểu bằng một cách nào đấy thì đến giai đoạn này là giai đoạn mà mình lo môn tiếng Anh nhất. Đáng lẽ ra mình phải là tự tin môn này nhất đúng không? Nhưng mà mình vẫn lo môn này nhất. Thế nên là mình vẫn dành rất nhiều thời gian cho nó. Và việc đầu tiên mà mình làm không phải là tiếp tục luyện đề, không phải là học những cái phần nâng cao, không phải là cố nhồi nhét thêm những cái kiến thức nữa. Và việc đầu tiên mình làm chính là mở lại mà vở mà mình đã chữa đề, vở mà mình đã chữa những cái ở trên lớp học thêm, ở trên lớp, và mình đọc lại hết một lượt. Tại vì sao? Trong cái quyển vở của mình ấy, nó không chỉ đơn giản là mình sẽ chữa những cái bài mà mình đã làm, mà nó còn có những cái phần chú ý mà các thầy cô nói
Ví dụ mình sẽ chữa rất là chi tiết này, không biết mọi người có nhìn thấy không. Nếu như mà nó bị lật cao thì mình sẽ quay lại cái phần đấy. Nhưng mà ở đây mình sẽ đọc cho mọi người xem nhá. Tức là có những cái câu ấy mà mình không chỉ đơn giản là chữa lại vì sao nó sai, hay là không chỉ đơn giản là ghi lại từ vựng, mà mình còn ghi những cái chú ý cho bản thân mình nữa. Ví dụ như kiểu là ở đây mình sai sự hợp giữa chủ ngữ và động từ đi, thì không chỉ ghi lại cái kiến thức đấy mà mình còn kiểu có một cái dấu sao ở đấy cho mình là khi làm bài nhất định phải chú ý động từ trong câu chẳng hạn, hay là luôn luôn đặt câu hỏi xem là chủ ngữ đã và động từ đã hòa hợp với nhau hay chưa. Thì đấy, cái việc đầu tiên đấy là mình ôn tập. Tức là mình không chỉ là ôn tập cái kiến thức ở trong cái tờ lý thuyết nhá, không chỉ ôn tập lại những cái công thức, những cái ngữ pháp, mà mình ôn tập lại những cái ghi chú, những cái chú ý mà mình đã nốt lại. Bởi vì đấy chính là những cái chỗ mà mình đã từng sai, những cái chỗ mà thầy cô lưu ý cho mình, chính là những chỗ mà đề bài có thể sẽ bẫy mình, sẽ lừa mình ở những cái chỗ đấy. Và sau đấy, đối với những bạn nào mà cảm giác là mình chưa nắm chắc cái phần ngữ pháp ấy, thì trước khi tiếp tục làm đề, trước khi tiếp tục luyện đề, tiếp tục học từ vựng, học từ nâng cao, thì hãy quay trở lại để ôn tập một cách chắc chắn hơn nữa. Và hồi đấy thì mình có nhớ là mình dậy rất là sớm để xem livestream của Trang Anh. Nhưng mà bây giờ thì mọi người có thể dễ dàng tìm được rất là nhiều những cái tài liệu ở trên mạng, nếu như mọi người không có thời gian xem livestream hay là không có thời gian để hỏi người này người kia nhá, thì mọi người có thể tự ôn lại những cái lý thuyết ở trong những tờ lý thuyết của mình, sau đó thì lên trên mạng để tìm bài tập. Mọi người cứ gõ là ra mà, kiểu gõ bài tập củng cố mạo từ, bài tập củng cố kiến thức giữa chủ ngữ và động từ, và sau đấy làm tầm 10-20 câu thôi, mọi người đã thấy nó khác ngay rồi. Nếu mà chỉ ngồi ôn lại, đọc lại lý thuyết ấy, thì mình vẫn sẽ cảm thấy khá là mông lung. Thế nhưng mà khi mà đặt bút và làm lại bài tập rồi thì mọi người sẽ thấy là à, mình hiểu hơn cái phần này rất là nhiều. Nói chung là mình hãy xem là những cái phần ngữ pháp nào mình chưa nắm chắc thì mình nhặt ra để mình ôn trước, rồi sau đấy hãy tiếp tục làm đề. Cũng có một điều chú ý đấy là mình không nên sa đà quá nhá, không phải làm hàng trăm câu ngữ pháp rồi mình lại ngồi chữa từng câu một. Thời gian này chỉ nên là thời gian mà các bạn rà soát lại, ôn tập lại, xem là những cái phần ngữ pháp nào mà mình chưa nắm chắc lắm thì mình củng cố bằng cách là mình làm thêm nhiều bài tập, bằng cách là mình xem lại cái ngữ pháp, chứ còn không nên đi sa đà quá vào việc ôn đi ôn lại như thế. Mình kiểu không khác gì là học lại từ đầu ấy, mọi người hãy chỉ dừng lại ở việc là rà soát và ôn tập thôi. Thế còn về việc luyện đề thì mình sẽ không quá là chú trọng vào những cái đề nâng cao và những cái đề rất khó mà mình làm hồi trước nữa, mà mình sẽ tập trung vào đề thi của các trường, của các sở, bởi vì đây là những cái nguồn đề mà rất là sát đề minh họa và cũng là đề thi thực chiến mà các bạn đã làm. Thế nên là mình hãy làm cái đề này rồi tìm ki chữa hoặc là tìm các thầy cô chữa để chữa thật chi tiết những cái đề này ra. Và khi mà mình làm đề ở giai đoạn này ấy thì mình sẽ làm ở đâu mình ôn đấy luôn, nó kiểu ôn cuốn chiếu ấy, cứ làm đề này, sau đấy thì chữa xong thì mình ôn lại cái đề đấy luôn, học thuộc luôn, ôn luôn. Và sau đấy thì mình thấy cái kiến thức nào mà mình chưa nắm vững, chưa nắm chắc thì mình lại quay ngược lại để ôn lại, làm thêm một chút bài tập rồi lại tiếp tục cả cái quá trình như vậy, cứ vừa làm vừa ôn, vừa làm vừa ôn. Chứ mình sẽ không kiểu chữa làm đề một lèo, xong rồi chữa một lèo xong lại để cái đấy kiểu thôi một tuần nữa rồi ôn, mấy ngày nữa rồi ôn một thể luôn. Không, mình sẽ học đến đâu và mình ôn đấy luôn, bởi vì giai đoạn này mình không còn nhiều thời gian nữa. Thế là mình chỉ quấn chiếu thôi, cứ làm rồi ôn, và còn phải để dành thời gian để ôn lại những cái cũ, những cái từ vựng ở trong những đề trước đây nữa. Thế nên là mọi người hãy sắp xếp thời gian một cách hợp lý ngay từ cái bước lập kế hoạch, để ở giai đoạn này thì mình có thể tận dụng được hết thời gian của mình nhá. Một cái lưu ý nho nhỏ nữa, thực ra là mình không chỉ áp dụng cái này với môn tiếng Anh mà mình còn áp dụng nó với môn toán. Tí nữa mình sẽ nói môn toán sau, thế nhưng mà ở đây mình muốn nói cái này luôn, đấy là mình sẽ thường có xu hướng ghi lại tất cả những cái điều chú ý cho những cái lỗi sai của mình. Thực ra nó cũng giống như kiểu cái chú ý mà mình ghi ở trong vở và đọc lại cái chú ý đấy ở cái bước bên trên thôi. Thế mà ở đây khác là gì? Đấy là khi mà mình làm cái đề xong ấy mà mình nhận ra rằng mình vẫn sai chỗ này sai chỗ kia, mình vẫn thấy rằng là mình có những cái lỗi sai do việc không cẩn thận, không đọc kỹ đề bài, hay là không quay trở lại để kiểm tra ấy, thì mình sẽ viết hết ra một cái tờ nốt, những cái tờ nốt, sau đó thì mình dã trước mặt mình ôn tập. Thậm chí là bây giờ mình vẫn làm cái điều này nha. Mình vẫn kiểu ghi một cái chú ý cho bản thân mình để lúc nào mà mình cần đọc lại ấy, thì mình cũng sẽ chú ý cái điều đấy luôn. Đây, mình ghi trong ngày thế này. Ủa nhìn thấy không? 3 tháng 6 cẩn thận và chú trọng trong mọi tài liệu, kiểm tra kỹ càng trước khi gửi đi. Tức là ngay cái lúc đấy mình mắc cái lỗi sai gì đấy ấy, thì mình ghi lại luôn cái chú ý cho mình và mình dán nốt lại để trước mặt, để trong một khoảng thời gian tiếp theo khi mà mọi người tập trung ôn tập rồi rà soát lại kiến thức rồi các thứ thì mọi người có thể đọc những cái chú ý đó và để nhớ là ở trong phòng thi thì mình sẽ không sai cái lỗi ấy nữa. Điều đầu tiên ở trong môn này là mọi người hãy cẩn thận với những lời đồn. Tại vì
không hiểu gì sao nhá, môn này năm nào cũng thế, cứ vào thời điểm này sẽ có rất nhiều tin đồn và rất nhiều dự đoán đề. Dự đoán thì không sao, thế nhưng mà sẽ có rất nhiều cái tin đồn ấy là chắc chắn sẽ vào đề này 100%, chắc chắn sẽ vào đề kia 100%. Nói chung là không có cái gì chắc chắn cả, và mình cũng không đặt cược 12 năm học của mình vào những cái tin đồn thất thiệt như để làm gì ấy. Thế là hãy nghe để tham khảo thôi, để biết là ok, mọi người dự đoán vào bài này thì chắc là xem lại bài một tí, học bài này kỹ hơn một tí. Thế còn đâu là mọi người hãy cứ ôn tập bình thường và đừng bỏ trắng tác phẩm nào cả. Giai đoạn này thì cá nhân mình nghĩ rằng là không đủ thời gian để mọi người có thể viết từng bài một hay là luyện viết chi tiết từng đoạn, từng câu, từng chữ nữa. Mà mình cũng đã nói ở những cái video học văn trước ấy, đấy là giai đoạn viết, luyện viết này, luyện đề này hay là viết các cái đoạn khó viết thì nó lên ở giai đoạn trước rồi. Còn nếu như đến giai đoạn này mọi người vẫn chưa kịp viết hết và vẫn thấy rằng là hoặc là chưa viết tí nào cả, mọi người từ trước đến giờ chỉ học theo cái phần lý thuyết thôi, thì với những cái đoạn nào quá là khó viết ý, mọi người đọc và mọi người thấy rằng là nếu như rơi vào cái đoạn này trong đề phòng thi thì mình không biết là phải viết như thế nào, hoặc là mình đã cố nghĩ để cách nối các cái câu từ đấy vào với nhau rồi ấy mà vẫn thấy là nó không hay, nó vẫn quá là khó với mình, thì mình nghĩ rằng mọi người có thể nhặt ra một hai đoạn khó viết để mọi người tập viết. Ví dụ như ở giai đoạn đấy thì mặc dù mình đã viết hết các bài rồi nhá, thế nhưng mà hình ảnh con sông hung bạo, nói chung là bài sông Đà vẫn là một bài rất là khó, mình thì mình vẫn chọn viết lại một lần nữa để cho nó hay và để trau chuốt câu từ hơn, để nếu như mà vào cái bài khó như vậy thì mình không chỉ nắm được những cái cơ bản mà mình còn biết được là cái cách mà mình sẽ phải nối những cái câu như thế nào, cách viết làm sao. Đấy là tất nhiên là trong trường hợp mọi người vẫn còn thời gian nhá, nếu mọi người đã thuộc xương xương rồi và vẫn còn thời gian để viết thì mới nên viết những cái đoạn mà khó thôi. Thế còn đâu mình thấy rằng là nếu như mà mọi người chưa có thời gian học văn nhiều trước đây và đến giai đoạn này thì mới dồn vào thì vẫn nên học văn theo cách học ý, và tất cả các bài đều phải đặt deadline cho nó. Bài ngày hôm nay thì hãy chốt trong ngày hôm nay là xong thôi, và ngày hôm sau mình move on, mình tiếp tục đến cái bài tiếp theo, chứ mình không quanh đi quẩn lại ở trong cái bài đấy nữa. Mình đã có một cái vấn đề, đấy là lúc mà mình học văn mình cũng rất hay bị thế, đó mình cứ bị quanh quẩn ấy. Tức là ngày hôm nay mình học Tây Tiến đi, xong ngày hôm sau mình sang học Việt Bắc đúng không, mình lại thấy là hình như mình lại quên cái gì đấy của Tây Tiến, thì mình lại quay lại mình ôn lại một lần nữa. Nói chung là giai đoạn này mà mình đã không có nhiều thời gian rồi ấy, và mình chỉ đang là ôn tập lại thôi, hoặc là từ trước đến giờ mình không học văn mà bây giờ mình mới dồn lại để học, thì mọi người chỉ nên học theo ý đúng không mọi người ạ, và xong bài nào là xong bài đấy. Đến sau này mình thấy là những bài nào mà mình cần học thêm, mình cần học kỹ hơn thì mình hãy để cho sau này. Thế nên là cái việc lên kế hoạch cực kỳ quan trọng luôn. Lúc này thì mọi người sẽ thấy đấy là nếu như mình lên kế hoạch chi tiết và kỹ càng, đến ngày nào mình ôn cái nào, đến ngày nào mà mình cần học hết cái nào ấy, thì mọi người sẽ không bị sợ, không bị kiểu hoảng loạn khi mà thấy bài này chưa xong ấy. Mình sẽ biết là bây giờ mình đã ôn được 2/3 rồi, mình còn 1/3 thôi đấy, chẳng hạn thế. Nói chung là nó quan trọng từ cái bước mà mọi người lập kế hoạch rồi, và đừng sa đà quá vào một bài, hai bài trọng tâm, mà hãy cố gắng để có thể dành thời gian ôn tập đầy đủ tất cả các bài, không bỏ chấm tác phẩm nào cả. Và sau đấy thì mình sẽ đi sâu hơn, ôn tập nhiều hơn những bài mà mình là bài trọng tâm. Đoạn này thì mình cũng sẽ đọc thêm những cái lý luận văn học, những cái nhận định, những cái mà để thêm mắm thêm muối vào cái bài văn của mình ấy, để cho nó hay hơn. Và một cái nữa đấy là mình cũng sẽ cố gắng cập nhật những cái tin tức đang xảy ra trong cuộc sống bình thường ngày này, tại vì phần nhiều là xã hội ấy. Nếu như mọi người đưa một cái ví dụ quá cũ vào thì nói chung nó vẫn là ví dụ thôi, thế nhưng là nó sẽ không ăn điểm được bằng những cái ví dụ mới, cái ví dụ ngay ở thời điểm bây giờ này, thời điểm mọi người đi thi ấy, mà mọi người lấy được cái ví dụ ở trong chính cái cuộc sống thời sự lúc đấy thì mọi thứ nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Cùng ở trong chính ban của mình thì là môn toán. Nói chung là mình cũng lo toán thôi, bởi vì mình cũng A môn này cao. Thế nhưng mà mình lo tiếng Anh hơn, mình lo văn hơn, nên là toán thì thực ra giai đoạn mình ôn cũng không có cái gì quá đặc biệt so với những cái gì mà giai đoạn trước mình đã làm. Chỉ có một điều là nó sẽ hơi khác với những môn khác một chút, đấy là nếu môn tiếng Anh ấy, mình không làm quá nhiều đề nâng cao nữa, mà chủ yếu là mình sẽ làm những cái đề bám sát cấu trúc đúng không. Nhưng riêng với toán thì mình làm rất nhiều đề nâng cao luôn, bởi vì mình làm đề nâng cao để mình ôn luyện 5 câu cuối cùng. Lúc đấy mình cảm giác là 45 câu đầu tiên ấy mình đã nắm khá là chắc rồi, và mình đã làm đi làm lại đủ nhiều để mình không sạn cái lỗi lặt vặt linh tinh nữa rồi. Riêng với toán mình khá là cẩn thận, thì bởi vì ngay từ đầu mình đã rèn luyện cái sự cẩn thận rồi, và toán thì nó chỉ có, tức là nó rõ ràng hơn ấy, thế nên là mình thực ra là không sai toán quá là nhiều ở 40-45 câu đầu nữa. Thế nên là giai đoạn này mình vẫn cố gắng làm rất là nhiều đề nâng cao để mình có thể học cách làm của 5 câu cuối cùng. Thế nhưng mà nếu như các bạn chưa nắm chắc những cái dạng câu đầu tiên thì tất nhiên rồi, đó là mình hãy luyện đề ở trong cái tầm khả năng của mình, và mình hãy luyện những cái đề bám sát cấu trúc thì vẫn tốt hơn là chỉ chăm chăm nhập cái câu nâng cao. Đặc biệt ở môn toán này mình làm đấy là mình sẽ học những cái công thức tính nhanh và các công thức bằng máy tính.
mình thì là một người, nếu các bạn theo dõi mình từ đầu ấy, thì các bạn sẽ biết là mình là một người không theo trường phái bấm máy tính. Ngay từ đầu mình đã học, từ bản chất rồi. Mình không thích chỉ biết mỗi công thức máy tính ấy. Thế nên là từ đầu đến cuối mình thường sẽ làm mọi thứ hoàn toàn bằng tay, tức là làm theo đúng công thức, làm theo đúng cách. Thế nhưng mà đến một tháng cuối cùng thì mình nghĩ rằng là tại sao lại không học thêm những cái công thức bấm máy tính, đúng không, để cho nó tính nhanh hơn, hoặc những cái công thức rút gọn. Thế là trong một tháng này thì mình cũng mày mò một vài cái công thức tính nhanh, không phải là để làm chính nhá. Lúc mà mình làm chính ở trong bài ấy, thì mình vẫn làm tay, nhưng mà mình học thêm một chút những cái công thức đơn giản thôi để mình bấm máy và kiểm tra lại một lần nữa để khẳng định cái câu trả lời của mình thôi, chứ không phải là để áp dụng tất cả những câu là câu tính nhanh đâu đó. Toán hay môn văn hay bất kỳ môn nào thì mình cũng phải đều vừa học vừa ôn. Thế ở môn toán thì mình sẽ có cách ôn đặc biệt hơn một chút, mình sẽ giải lại bài, tức là những cái câu nào, những cái dạng nào mà mình cảm giác mình chưa nắm chắc ấy, thì mình sẽ lôi lại cái bài đấy mình giải lại luôn, chứ mình cũng không quay trở lại ôn tập lý thuyết quá nhiều nữa. Mà mình thường là mình giải lại đã, sau đấy thì mình mới đọc lại lý thuyết, đọc lại cách giải xem sao. Thì mình có cảm giác là nếu chỉ đọc lại lý thuyết của toán thôi thì nó sẽ rất là xa vời ấy, mình sẽ vẫn nhiều khi vẫn không biết cách giải đâu. Nên là nếu mà giả sử trong đề mà mình sai một câu nào đấy thì mình sẽ giải nó chi tiết luôn, và mình sẽ đi tìm cái câu tương tự để mình ôn lại bằng cách giảm lại, chứ mình cũng không mở lại lật lại lý thuyết quá là nhiều. Chủ yếu là mình sẽ làm đề, tìm cách để nâng cao cái số điểm của mình với những câu khó. Sau đấy thì mình sẽ học thêm một vài những công thức tính nhanh để mình có thể kiểm tra đáp án của mình. Và quan trọng nhất đấy là mình sẽ làm lại những câu mình chưa nắm chắc để mình có thể biết cách giải và nắm chắc cái công thức của mình hơn. Một điều lưu ý nữa đấy là việc nghỉ ngơi. Thì giống như ở video này mình đã từng nói, đấy là thời gian cuối thì mọi người hãy điều chỉnh cái đồng hồ sinh học của mình để cho mình có thể phù hợp match nhất với cái ngày đi thi. Thì thông thường ngày xưa mình thì là morning, cái gì tự nhiên mình lại quên cái từ đấy. Nói chung là mình là một người làm việc tốt hơn buổi sáng. Thế nhưng mà mình biết là có rất nhiều người làm việc tốt hơn vào buổi tối và có thể tập trung hơn vào buổi đêm. Nhưng mà ở giai đoạn này thì mọi người hãy cố gắng để điều chỉnh lại đến đúng giờ nào làm việc đấy. Giờ đi thi thì mình hãy làm đề, mình hãy luyện tập, mình hãy để sự tập trung của mình vào những cái khung giờ đó. Còn đâu đến giờ mà buổi tối, buổi đêm rồi thì hãy cố gắng đi ngủ để mình có thể có giấc ngủ đủ giấc này, ngủ đủ sâu để có thể có tinh thần và sức khỏe tốt nhất. Lúc nào mà mọi người cảm thấy quá là rối rắm, trong đầu quá nhiều suy nghĩ và cảm thấy áp lực ấy, thì mọi người có thể direct cho mình qua Instagram mới của mình, Studygram. Mốc chia sẻ mà mình đã share ở đầu video, mình sẽ reply mọi người ở trên đó và có thể cho mọi người một vài lời khuyên để mọi người có thể bình tĩnh hơn. Nhưng mà lời khuyên đầu tiên của mình, nếu như mọi người cảm thấy lo lắng quá thì mọi người không nên lướt mạng xã hội quá nhiều đâu, bởi vì sẽ rất là dễ gặp những cái content, gặp những cái nội dung mà càng cảm thấy mình lo hơn. Tốt là mọi người nên cách ly mạng xã hội và viết ra những cái điều mà khiến mình lo lắng, những cái điều mà mình đang suy nghĩ rối rắm ở trong đầu để mình có thể bình tĩnh lại. Chúc mọi người có sức khỏe thật là tốt cũng như là tinh thần thật là tốt để chiến đấu nốt những cái ngày còn lại nhé. Và cảm ơn mọi người đã xem đến tận đây của video. Mình hy vọng rằng là video ngày hôm nay của mình đã phần nào giúp cho các bạn có thể rút ra được cái cách học phù hợp cho mình ở trong giai đoạn nước rút này, một giai đoạn mà mình biết rằng là các bạn đang rất là lo lắng và cũng đang rất là hoang mang trước hàng trăm nghìn thông tin đập vào, rồi rất nhiều những cái áp lực từ các bên, cũng là áp lực từ chính bản thân mình nữa. Thế nhưng mà mình mong rằng là các bạn có thể giữ một tinh thần vững vàng, một sức khỏe thật là tốt và có thể chiến đấu hết mình trong những ngày còn lại để đạt được kết quả mà các bạn mong muốn nhé. Giờ thì bye bye.